Hello tất cả mọi người, Hưng đang có mặt ở tại Artist House, một địa chỉ làm tóc và nail mới nổi lên như một ngôi sao mới. Thì hôm nay Hưng đưa cả vụ đoàn của mình ra đây để làm tóc giống Hưng hết. Lần đầu tiên có một cái show của Hưng mà Hưng cho dancer làm tóc giống mình hết trơn luôn, rất đặc biệt nha. Mọi người to có lún xuống được không vậy? Cái màn rớt xuống là nó lơ lửng hết trơn. Cái màn làm đâu em? Màn cuối cùng treo được đâu? Không có ok đó hả? Cái đà đó. Ok, cái này đúng không? Đây sơn là Thảo. Đây sơn là Thảo. Cái này nó bị rớt kẹt. Hết cả cái ô mình luôn mới tháo đúng không? Dạ. Chúng nhảy thôi chứ còn mà đúng rồi, hát cũng hơi khó. Anh cố gắng vậy thôi. Nhất trên đám ân tình này mà lòng người làm có hay. Đúng vậy, đầu thôi gỡ này ra là hát được. Là anh đi chân rồi anh để tay dưới anh đi chân. Ok. Ồ, vướng đặt cái này luôn rồi, nó cứ đập nha. Nó cứ quất rồi. Thôi nhẹ thôi. Thử biết. Thế cứ nhún thôi nhá. Ok. Trước mắt thì cứ nhún đã. Rồi cho lên giùm anh này. Thì anh Hưng hát cũng khoảng tầm gần 40 bài. Thì số lượng của bước nhảy đảm nhiệm để dàn dựng và vũ đạo kết hợp với anh thì nó cũng nằm ở khoảng tầm 15 bài đổ lại. Mà so với những lần trước thì thật sự thì nó ít hơn chứ nó không nhiều hơn, nhưng nó lại mang được cái là chất lượng hơn. Rất là vinh dự khi mà được anh Đàm Vĩnh Hưng trực tiếp gọi điện và mời Oplus tham gia The Portray. Mấy anh em thì đã biết nhau từ lâu rồi, Oplus rất là ngưỡng mộ và mến phục anh Đàm Vĩnh Hưng. Nhưng mà đến lần này thì mới là lần đầu tiên mà năm anh em có cơ hội được hát cùng nhau ở trên sân khấu. Ngoài cái sự hỗ trợ rất là nhiệt tình về mặt tinh thần của anh Đàm Vĩnh Hưng thì anh Đàm Vĩnh Hưng cũng là một người rất là kỹ tính và anh cũng đã dành những cái phần luyện tập rất là kỹ lưỡng cho cái phần kết hợp với cả Oplus. Anh mệt không anh? Không. Anh đợi anh mỗi con chắc chứ mệt bao giờ. Anh chiến thật đấy. Phải đấy đúng rồi. Anh còn vừa hát vừa nhảy cơ, quá chiến luôn. Anh chưa hát thật, mới hát 20% công lực thôi thiệt. Ở đây nè, anh lập kỷ lục Việt Nam, nó giờ này cũng chưa ai mà lập đổ được. Không bao giờ lip sync bài nào.
bọn em hát 4 thằng mà hát mấy bài rồi, mệt lắm rồi. Về đi. Ok, bà các em ngủ ngon nhé. Nha, bà gặp anh. Mai gặp anh. Ok, em. Hello. Take all my wrongs and make them better. Yeah, you're making me wanna try forever. I feel so free, I'm a sweet baby. Tay người đó có bị đứt không? Không đến nổi không? Được ha? Nhảy không? Nhảy nha, lên hả? Lên. Dám lên không? Dám lên không? Dám lên luôn ha. Đó. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Vậy đó hả? Vậy hát gì nhảy vậy? Vậy hát gì nhảy vậy hả? Xíu đi ba cái tập này cho xem nhỉ. Sao vậy? Không đâu. Còn bài tập mà. Hết 3 giờ 3 hả? Chưa mấy giờ. Còn mấy bài lận nữa. Chưa hết bài đúng rồi. Cái bài thì bác phải làm tập cho xong nha. Có buồn ngủ chưa? Coi thử làm sao thì bà Nhu cũng mặt đỏ đó. Ủa vậy hả? Anh mới biết, mới thông tin được thôi. Mà ai ra trước? Bà. Thôi trời ơi, nhìn sao ta? Thế nếu mà tính là một cái người mà nó rất là năng động ấy thì yoga nó lại trễ, chậm trễ quá. Thì ông lại chán ông ngủ bố giữa chừng. Cái bài của nó là nguyên một đầu là các bạn sẽ xong đến lần thứ hai mới lên cái này. Té thì không té đâu. Dạ đúng rồi.